kính chào quý vị và bà con. Ngày hôm nay Thu Hoa trở lại và đem đến cho bà con một combo hai dòng sản phẩm, đó là máy băm chuối đa năng phiên bản 2020 và máy ép cắm viên trục đứng S150 của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh, giúp bà con gia tăng năng suất, tiết kiệm được chi phí, lại đảm bảo được nguồn dinh dưỡng tốt nhất dành cho vật nuôi. Và hai dòng máy này thì có liên quan gì đến nhau thì xin mời bà con hãy cùng đi theo bước chân của Thu Hoa. Và ở đây, Thu Hoa đã chuẩn bị những nguyên liệu để thử với máy băm chuối đa năng. Đầu tiên, ta đẩy máy tới nơi an toàn. Khác với những dòng máy trước đây, máy này được trang bị thêm tay cầm và bánh xe giúp di chuyển một cách dễ dàng. Sau đó, ta cầm máy và đưa từ từ thân cây chuối vào bùng làm việc. Với chưa đầy 20 giây, máy đã có thể băm nhỏ và nhuyễn toàn bộ thân cây chuối. Sau đó, ta băm nhỏ với những nguyên liệu như là cỏ voi, bèo, thân cây ngô, tạo thức ăn xanh bổ sung chất xơ cho vật nuôi. Máy được thiết kế chắc chắn khi hoạt động không bị rung lắc, với toa nạp dạng phễu giúp đưa nguyên liệu vào buồng làm việc một cách dễ dàng. Máy sử dụng dòng điện gia đình 220V, motor 3kW 100% lõi đồng, tốc chậm 1450 vòng trên 1 phút. Ngoài ra, với những gia đình hay hộ chăn nuôi có dòng điện yếu, ta có thể sử dụng motor 2,2kW để lắp đặt máy. Hệ thống buồng làm việc được thiết kế với 4 chốt đóng mở, ngăn không cho nguyên liệu văng ra ngoài khi máy hoạt động, giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Như bà con đang thấy, toàn bộ nguyên liệu đã được băm nhỏ và nhuyễn nhanh chóng. Vậy, làm sao để máy có thể làm được một điều đáng ngạc nhiên đến như vậy? Thì xin mời bà con hãy cùng khám phá buồng làm việc của máy. Hệ thống buồng làm việc được thiết kế rộng rãi với đường kính 45cm cùng với một dao to hai lưỡi bằng thép và 14 dao nhỏ bằng inox dùng để băm nhuyễn. Hệ thống thanh gạt giúp đẩy nguyên liệu ra bên ngoài cửa xả một cách nhanh chóng. Máy được thiết kế cải tiến với cửa xả giúp điều chỉnh văng xa gần tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Và đây là thành quả của chúng ta, toàn bộ nguyên liệu đã được băm nhỏ và nhuyễn nhanh chóng. Sau đó, ta đem trộn nguyên liệu băm nhuyễn với cám gạo, cám ngô, cua, cá, ốc. Quý khách lưu ý phải đảm bảo độ ẩm từ 10 đến 20% để viên cám ra đều và đẹp. Ngoài ra, với những nguyên liệu băm nhuyễn trên, ta có thể trộn với bột cám, làm cám viên cho bò và dê. Tiếp theo, ta đưa từ từ nguyên liệu đã phối trộn vào toa nạp. Lúc này, hai quả lô ép quay tròn có nhiệm vụ nghiền ép chặt hỗn hợp đi qua mặt ràng. Toa nạp nguyên liệu được thiết kế có dạng phễu với đường kính 30cm giúp đưa nguyên liệu vào bồng làm việc một cách dễ dàng nhất. Máy sử dụng dòng điện gia đình 220V, motor 3-3,5kW 100% lõi đồng, giúp máy chạy được lâu dài mà không bị nóng. Máy được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, cùng với 4 bánh xe giúp dễ dàng di chuyển. Phần cối được đúc bằng gang và mặt sàng dày đến 2cm được tiện CNC từng mắt sàng. Và trong quá trình hoạt động, máy sẽ sinh nhiệt từ 50 đến 60 độ nên viên cám da sẽ nóng tay, bà con có thể cho vật nuôi ăn luôn. Nhưng để bảo quản được lâu dài thì bà con nên phơi nắng hoặc sấy khô. Ngoài ra, máy có thể ép được những nguyên liệu thô như là ngô nguyên hạt, đỗ tương, hóc một cách nhanh chóng. Máy được thiết kế với lưỡi dao cắt cám nằm ở phía dưới mặt sàng, nâng dao cắt cám lên để viên cám ngắn và hạ dao cắt cám xuống để viên cám dài ra. Và đây là thành quả cám viên sử dụng mặt sàng 3 ly, phù hợp với những vật nuôi như ngan, gà, vịt. Ngoài ra, máy có thể lắp được những mặt sàng 4 ly, 5 ly, phù hợp với trâu, bò, dê, lợn. Vâng, với sự hỗ trợ của máy băm chuối đa năng phiên bản 2020 mà việc phối trộn nguyên liệu trở nên dễ dàng hơn, nguyên liệu ép đa dạng hơn và chỉ với một vài thao tác đơn giản thì ta đã có ngay một mẻ thành phẩm bột cám đầy đủ dinh dưỡng dành cho vật nuôi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên, liên hệ đặt hàng ngay với chúng tôi để được sở hữu ngay hai dòng máy, máy băm chuối đa năng phiên bản 2020 và máy ép cắm viên trục đứng S150 của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Nếu cảm thấy clip này hay và hữu ích, hãy ấn vào quả chuông phía bên dưới để nhận được thông báo về những clip mới nhất. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay tới số hotline của công ty hoặc để lại bình luận phía bên dưới để nhận được tư vấn miễn phí. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con thành công!